Quý vị đang theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng của Đài Việt TV tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Xin mời quý vị cùng tham dự Hội Xuân Canh Tí của group người Việt Houston được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều tại Trung tâm Sinh hoạt Mai Vàng, tọa lạc tại địa chỉ 9525 Wilcrest, tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Sau đây xin mời quý vị cùng tham dự với Đài Việt TV của chúng tôi. Chia sẻ với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, đại diện của group người Việt Houston cho biết. Người Việt Houston là thành lập tới thời điểm này được 6 năm. Và mục đích của người Việt Houston là tạo ra những các hoạt động để giúp đỡ hoặc cộng đồng. Như là khi quý vị cần bất kỳ thông tin nào có thể là post lên trên người Việt Houston group, thì ngay lập tức sẽ có rất là nhiều người cố vấn, người ta sẽ giúp quý vị để giải quyết những cái vấn đề đó. Những thành công của người Việt Houston trong 6 năm qua, thì đặc biệt nhất là trong bão Harvey gần 3 tháng, thì người Việt Houston có được khoảng hơn 100 thiền viên để ra giúp bà con dọn dẹp nhà cửa. Mỗi năm người Việt Houston có hai event chính, đó là Summer Picnic và chương trình Tết. Thì tất cả các event đều miễn phí 100% phục vụ đồng hương. Và mục đích của những event là tạo ra những cái hoạt động bổ ích lành mạnh cho cộng đồng, có những cái trò chơi dân gian đồ này nọ để giúp những em trẻ ở đây người có biết về cội nguồn là văn hóa của người Việt. Những khó khăn mà khi một cái group mà thành lập ở trên Facebook ấy, khi tụi em muốn làm những cái event cộng đồng như thế này ấy, thì rất là khó khăn trong cái việc mà xin bảo trợ, tại vì rất là nhiều người ta cứ nghĩ là ở trên Facebook là chỉ là những cái hoạt động ảo thôi, không có thật. Nhưng mà bằng cái sự cố gắng và là nhiệt tình của tất cả những cái anh em thiện nguyện người Việt Houston, thì tụi em từng bước đã tạo ra được những cái chương trình cho cộng đồng giống như chương trình hôm nay. Em thay mặt cho người Việt Houston gửi lời chúc đầu năm đến tất cả mọi người, lời chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Người Việt Houston, quý vị cũng đã biết và cùng phối hợp và cộng tác với lại trung tâm Hội Người Già Mai Vàng để tổ chức cái Hội Xuân Canh Tí năm 2020. Ở đây là trung tâm những người lớn tuổi, nhưng mà thật sự những người lớn tuổi lúc nào cũng muốn con cái, những người trẻ cho bên cạnh. Tại nếu mà có người trẻ bên cạnh thì mình trẻ lâu hơn, đúng không ạ? Tại vì người trẻ thường thường họ làm náo nức, nghĩa là rất là linh động. Còn những người già mình thì làm sao, những người cao như mình làm sao? Please stand up and yell! Hello! Happy New Year! Xin tinh kính chúc tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay, lớn, trẻ, tất cả quý vị các quan khách, một mùa xuân Canh Tí thật là vui tươi, thịnh vượng. Và trong chương trình ngày hôm nay thì tất cả các anh chị em đều tổ chức có rất nhiều tiết mục rất vui nhộn, từ múa võ cổ truyền Vô Vi Nam, từ múa lân nhộn nhịp của ngày Tết, từ ca hát và ẩm thực. Trong chương trình này sẽ có những cái nhà bảo trợ cho chương trình về những phần quà lì xì, những bao lì xì để chúc cho tất cả các vị lão niên của trung tâm Mai Vàng, cũng như là tất cả quý vị lão niên đến tham gia chương trình này, để tất cả quý vị có lão niên có một năm mới ấm cúng hơn nơi xứ người, thưa quý vị. Đầu năm này, đây là một trong những món quà con mừng tuổi dành cho bác. Chúc cho bác một năm mới vạn an. Cảm ơn chú nhiều. Cái nhóm người Việt nhiều thiên tinh đã giúp đỡ rất nhiều những quý vị mà mới từ ở Việt Nam qua, hoặc là những quý vị sống lâu ở bên Mỹ nhưng mà tiếng Anh còn hạn chế. Mỗi lần mà quý vị có bất cứ những cái gì mà quý vị không hiểu thì quý vị post trên cái group của người Việt Houston, trong đó có tất cả những cái anh chị mà làm những cái công việc mà họ đã làm ở Mỹ rồi, thì họ sẽ hướng dẫn, họ sẽ chỉ cho mình. Với tổ chức người Việt Houston hiện nay đã là 501c rồi, cho nên tất cả những cái donation của cái nhóm người Việt Houston
cho cái này đều phải là tax deduction hết. Cho nên đó là lý do tại sao mà Tommy thấy được những cái mặt tốt của cái người Việt Hilton. Cho nên Tommy luôn luôn ủng hộ người Việt Hilton, và trong tương lai Tommy hy vọng là nhóm người Việt Hilton sẽ giúp đỡ những cái đồng bào ở Hilton ngày càng nhiều hơn. Chúng tôi thay mặt cho TL Tax Service xin kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và gặp nhiều may mắn trong công ăn việc làm và trong cuộc sống. Những hình ảnh vui nhộn vừa rồi cùng với không khí đầm ấm nhân dịp đầu xuân Canh Tí nhằm phần nào đem lại những tiếng cười ý nghĩa cho tất cả mọi người đến tham dự. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.